Từ ngày mà tôi nuôi con cá la hán á là nhận được rất là nhiều câu hỏi, ủa nuôi cá la hán có cần oxy không, nuôi cá la hán có cần lọc không? Thì thiệt ra là cũng đâu có cần tại tôi nuôi nó cũng cả tháng trời rồi nó cũng ăn uống khỏe mạnh. Lúc nó đói chọt tay vô nó cắn là chuyện bình thường. Nhưng mà nuôi mấy con này á thì nước nó động thì nó sung hơn. Với lại sẵn làm sủi oxy cho con tôm thì thôi làm luôn cái lọc tràn. Nguyên liệu cần có thì rất là đơn giản, thanh sứ. Nó dài quá không phù hợp với cái hộp lọc tràn á thì đập nó ra làm hai. Tính ra nó cũng giòn dễ xài lắm Mà cái lúc mới đem về thì rửa cho nó kỹ một chút Rửa xong thì ngâm chừng nửa tiếng một tiếng cho nó lắng cái cặn xuống rồi đem phơi nắng Để nó đi quay qua làm cái lọc tràng Cái lọc tràng thì tôi mua hồi 4-5 năm về trước cái lúc mà tôi còn chơi thủy sinh á Rồi sau này nuôi mấy con cá nhỏ cho nên thôi cũng bỏ không cần lọc cái lọc này thì nó có nhiều loại, loại 3 ngăn, 5 ngăn Nhưng mà tùy theo cái hồ, tôi thấy hồ 8 tấc thì 3 ngăn là đủ rồi mấy cái viên đá thì kêu bằng viên đá núi lửa mấy cái cục tôi thảy vô đó đó là xứ lọc mà chơi đơn giản cho nên mấy cái loại này nó cũng không có quá đắt đâu làm ba hộp ba loại một bông lọc một xứ còn lại thì đá núi lửa cái loại năm ngăn thì sợ nặng quá cái kiến nó chịu không nổi bởi vậy tôi xài cái loại ba ngăn hà cái này là cái máy bơm để xuống cho nó bơm nước ngược lên rồi chảy ngược xuống vậy lại ra được đồ lọc mà loại máy bơm này bữa đi mua quên mua cái ống thôi đem về chế đại đi Đúng ra là phải để cái ống nước ngay cái hộp đá nuôi lửa Mà lỡ dán vậy chút xíu lại sửa sao Mua ít quá đâu có đủ đâu Cái hộp lọc của tôi thì mỗi ngăn khoảng một ký sứ với là một ký đá là vừa Rồi ghim điện lên thì nó chạy thôi Để ra đi từ từ nó hình thành hệ vi sinh là nước nó trong veo